Sau ồn ào với Bạch Công Khanh, Nam Em đăng đàn xúc động vì một người đặc biệt, fan không đầu hàng số phận. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn. Mới đây trên trang Instagram cá nhân, Nam Em đã chia sẻ câu chuyện về một fan lớn tuổi của mình mắc bệnh nan y. Cụ thể tóc 10 hoa hậu Tiền Giang đăng tải dòng trạng thái. Hôm nay em có đọc một dòng tin nhắn của một cô fan lớn tuổi. Cô bảo rằng cô bị ung thư, nhưng vì yêu mến Nam Em nên cô chấp nhận điều trị để tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho Nam Em. Thật sự cô làm mình khá xúc động, vì FC của chúng ta đang có một sứ mệnh đầy to lớn, sắc đẹp vì mục đích cao cả, vì vậy sứ mệnh chữa lành sẽ theo ta mãi có được không ạ? À? Hãy cùng nhau xây dựng một nơi đầy biết ơn và an yên. Theo lời kể của năm em, một fan lớn tuổi của cô mắc phải căn bệnh ung thư, thế nhưng vì quá yêu mến nữ ca sĩ nên cô chấp nhận điều trị để được tiếp tục dõi theo và ủng hộ người đẹp tiền giang. Sau khi biết được câu chuyện này, nữ ca sĩ chín ít tiết lộ bản thân đã không thể kìm nén được nỗi xúc động. Theo đó Nam Em cũng khẳng định FC của mình có một sứ mệnh đầy to lớn, đó chính là sứ mệnh chữa lành, nữ ca sĩ cũng chia sẻ. Hy vọng có thể cùng nhau xây dựng một nơi đầy biết ơn và an yên. Khoảng thời gian gần đây, người đẹp Nam Em vướng lùng xùm tình cảm với Bạch Công Khanh. Tại chương trình lần đầu kể hết, Nam Em chia sẻ rằng sau khi đóng chung phim nhà không bán thì cô đã rất thích Bạch Công Khanh. Vừa quay nhà không bán xong, Nam Em lại nhận được lời mời đóng tiếp phim truyền hình duyên kiếp cùng Bạch Công Khanh. Tuy nhiên do sức khỏe không được tốt nên giữa cô với ekip sản xuất đã có một chút vướng mắc. Vì ngày quay phim đã cận kề nên ekip sản xuất duyên kiếp đành chọn Trương Mỹ Nhân thế vai cho Nam Em. Đến lúc biết mình không đóng chung với Bạch Công Khanh nữa, Nam Em đã khóc rất nhiều vì buồn và tiếc nuối. Nam Em kể, chỉ cần ở bên cạnh anh ấy thôi thì cũng hạnh phúc rồi. Khi cảm xúc đạt đến ngưỡng đỉnh điểm, chỉ cần nhìn thấy người ta cũng là hạnh phúc. Lúc đó đúng kiểu chỉ cần cho tôi một tia hy vọng, được ở kế bên người tôi yêu, chỉ một chút thôi cũng được. Bây giờ vẫn còn thích nhưng tôi thích theo kiểu trưởng thành hơn. Người mình yêu và người mình cưới là hoàn toàn khác nhau. Đừng ai nghĩ tình yêu là tích cực nha, tình yêu là tiêu cực. Bởi vì khi yêu thì ích kỷ lắm, mà ích kỷ thì làm sao tích cực được, Nam em nói thêm. Cũng trong chương trình Nam em thú nhận nếu sau này có lập gia đình thì người mà cô muốn cưới chắc chắn là Bạch Công Khanh. Nam em khẳng định. Tôi hy vọng rằng nếu sau này mình lấy chồng thì tôi muốn người đó là Bạch Công Khanh. Tôi nói cho Khanh biết điều này, anh ấy chỉ cười, còn tưởng là tôi say rượu hay nói đùa. Nhưng đây là lời nói thật lòng, nếu kiếm người nào đó làm chồng thì tôi rất muốn đấy là Bạch Công Khanh. Tuy nhiên sau ồn ào ngó lơ nhau trên sân khấu, người đẹp đã chủ động hủy kết bạn trên Facebook và từ chối hát song ca cùng đối phương trong các dâu diễn. Sau ồn ào này khán giả dành tình thương cho năm em bởi liên tục gặp những vết thương lòng trong tình cảm. Cách đây vài ngày, trên trang cá nhân của mình, nam em thường xuyên có những dòng trạng thái đầy tâm trạng sau những mối tình tan vỡ. Cô rút ra kinh nghiệm đầy triết lý. Người ta ném em vào bầy sói. Hãy bước ra khi trở thành con đầu đàn. Là phụ nữ phải mạnh mẽ và ngoan cường trong tình yêu để bản thân sống một cuộc đời thật xứng đáng. Yêu cái gì cũng vậy, phải thật sự tỉnh táo. Phụ nữ có thể làm tất cả những gì đàn ông có thể làm, theo đuổi ước mơ của bạn và mạnh mẽ trước đó không lâu người đẹp năm em từng tham gia trong một chương trình truyền hình và không giấu niềm đau của riêng mình tôi yêu ai cũng sâu đậm hết vì một khi đã yêu tôi xác định thật lòng với người ta tôi luôn cho trái tim bản thân mình một cơ hội để tìm kiếm tình yêu đích thực chất xúc tác để tôi rung động nhanh nhất là trong một thời điểm nào đó chỉ cần nói em yên tâm hay thời điểm khác nói em lạc quan lên có anh đây mỗi một giai đoạn chỉ cần người đàn ông đó đến và nói đúng thứ mình đang cần thì tự nhiên mình rung động liền bước qua những đau thương trong tình yêu năm em nhận ra rằng tôi yêu tôi cho người ta biết nhiều về tôi quá nên người ta cảm giác tôi luôn ở đó để chờ họ băng nhóm đầu gấu xem thường luật pháp bày trò hãm hại hồ văn cường giữa lòng thủ đô hà nội nhận phản ứng từ người hâm mộ giữa thanh thiên bạch nhật giữa lòng thủ đô hà nội mà chúng còn dám càn quấy như vậy thì chúng coi thường pháp luật quá đã thế lại lên cả mạng xã hội phóng đại lên là dân hà nội tẩy chay ra dã suốt ngày vu khống bịa đặt, trà đạp, rủa xả một sinh viên, một ca sĩ nhí và tệ hơn cả là một đứa trẻ chưa đủ khả năng để tự bảo vệ mình, một gia đình yếu thế một cách phi lý và vô lương tâm như thế. Mong công lý sẽ được thực thi để bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật. Tự nhiên thấy giờ xã hội bất an quá, động chút sử dụng nắm đấm luật rừng. Chỉ biết ghen ăn tức ở với thằng nhỏ, thấy cường hát một xô bằng tiền đi hát 6 năm và có gia đình xanh đột chuối hùng mạnh. Giờ không hút máu người của cường được, bọn ekip PN cứ đeo bám thằng bé hoài thấy bé hiền ăn hiếp hoài chứ trời sẽ không dung đất sẽ không thai cho bọn bây nhà. dáng mà tạo nghiệp nhé cứ túng cổ một hai đứa vào công an thì lòi ra hết ngay một lũ giang hồ vô học triệu triệu người vẫn yêu thương và ủng hộ hồ văn cường những lỗ sâu bọ đó không não nên hành xử thiếu ý thức ta cứ đạp chúng mà đi chúng ta sẽ quyết tâm bảo vệ lẽ phải vì hồ văn cường con không có gì mà sợ bọn đó đã có gia đình xanh đọt chuối luôn luôn ủng hộ con quay lại câu chuyện cách đây gần một năm Hồ Văn Cường đón cái Tết đặc biệt cùng danh ca Ngọc Sơn. Đó là việc danh ca Ngọc Sơn cùng ca sĩ Dương Ngọc Thái và Hồ Văn Cường đã hoàn thành sâu diễn cuối cùng trong năm âm lịch để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán nhâm dần 2022. Vào thời điểm mọi người hối hả về quê ăn Tết, Ngọc Sơn, Dương Ngọc Thái và Hồ Văn Cường cùng lên chuyến bay ngày giáp Tết trở về thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành sâu diễn do doanh nhân Nguyễn Đức Thị tổ chức. Danh ca Ngọc Sơn, Dương Ngọc Thái và Hồ Phan Cường đều gửi tới quý khán giả những lời chúc năm mới mong dịch bệnh sớm qua, một năm mới an khang thịnh vượng mã đáo thành công sẽ đến với mọi nhà. Trong khi đó danh ca Ngọc Sơn tâm sự, đi diễn vào những dịp Tết luôn có những cảm xúc rất đặc biệt đối với anh. Có thể nhiều người nghĩ rằng Ngọc Sơn đang đi làm không được đón Tết, nhưng anh lại không quan niệm như vậy. Ngọc Sơn tin rằng dù đi diễn anh vẫn có được cái Tết sum họp đầm ấm, đó là vì nam danh ca được gặp gỡ trò chuyện với đại gia đình khắp nơi, đem lời ca tiếng hát thành những lời chúc năm mới rực rỡ, chân thành gửi đến mọi người. Bù lại anh cũng nhận về rất nhiều tình cảm, lời chúc ấm áp, những chàng vỗ tay giòn giã. Đó là món quà Tết quý giá, đáng trân trọng với Ngọc Sơn. Tết năm nay Ngọc Sơn sẽ dành vài ngày để xung họp cùng gia đình và sau đó sẽ tiếp tục hành trình gặp gỡ giao lưu với đại gia đình ở khắp mọi miền tổ quốc. Hàng năm anh thường có lịch trình đi lưu diễn năm nước châu Âu nhưng hiện tại do dịch bệnh mà kế hoạch này đã thay đổi. Tuy vậy Ngọc Sơn vẫn cảm thấy may mắn khi còn có cơ hội đến với nhiều người hâm mộ, đại gia đình ở trong nước. Tết Nhâm Dần 2022 là cái Tết rất đặc biệt với Ngọc Sơn bởi đây là cái Tết đầu tiên anh thiếu vắng mẹ. Dù còn buồn còn thương nhưng nam danh ca cố gắng suy nghĩ lạc quan, tích cực để hướng về phía trước. Là người con có hiếu, Ngọc Sơn đã tận hiếu với cha mẹ cho đến những giây phút cuối cùng. Cho đến khi mẹ qua đời, nam danh ca dốc hết tiền bạc để lo chạy chữa bệnh cho bà, từ Mỹ cho đến khi về Việt Nam. Cũng bởi vậy, nam danh ca thừa nhận sau khi mẹ qua đời anh chẳng còn tiền dư trong tài khoản ngân hàng. Tuy vậy Ngọc Sơn cũng không cảm thấy phiền lòng và đặc biệt vẫn miệt mài trên hành trình từ thiện. Nam danh ca chia sẻ, may mắn khi anh vẫn còn có thể đi hát, tiền cắt xê của anh vẫn còn bỏ ra được để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Về phần mình Ngọc Sơn chỉ cần rau cháo qua ngày là đủ. Trong khi đó, Hồ Văn Cường cũng chuẩn bị cho một cái Tết đặc biệt tại quê nhà với gia đình. Giọng ca trẻ tâm sự, đây là lần đầu tiên cậu được đón Tết ở quê, sau vài năm bận rộn chạy sâu ở dịp này trước đây. Sau khi kết thúc sâu của bầu thụy tại Hà Nội, Hồ Văn Cường về quê dọn dẹp nhà cửa, cúng ông bà. Sau Tết vào khoảng mùng 7, Cường sẽ trở lại thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục việc học. Nói về việc chọn chuyên ngành marketing, Hồ Văn Cường tâm sự, cậu nghĩ rằng bản thân cần học thêm một nghề tay trái để hỗ trợ những vấn đề khác trong cuộc sống và cả sự nghiệp ca hát.